Tôi gắn mấy chữ mấy đứa ở đây. Xin chào tất cả các anh chị em nha. Chúc các nhà buổi trưa ngon miệng. Xin chào anh Đức, xin chào anh Trung. Chào Điệp nha. Chào tất cả anh chị em nha. Chào chị Bộ nha. Cả nhà mình đã ăn cơm chưa? Chào Hương nha. Khỏi chưa? Chỉ vì vài cây vãi mà về nhà thấy chưa? Vất vả chưa? Ăn cơm no bụng gà thấy trùng ra mắt chưa? Các anh chị hãy chia sẻ livestream về tường để không bị trôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người bạn bè của mình người ta nhìn thấy cái livestream này đang phát trực tiếp thì họ có thể theo dõi. Chào Thái nha. Khi mà thưa livestream mấy hôm nay thưa livestream có mấy bạn nhắn tin nữa này. Chị đào tạo về cái gì đấy? À chị làm về công việc gì đấy mà chị đào tạo hay đấy? Livestream của thơ có thể dành cho những người đang bán hàng, những người làm bảo hiểm, những người làm bất kỳ lĩnh vực gì cũng thế. Bất kỳ một lĩnh vực gì thì chúng ta cũng đều phải có mục tiêu, đúng không ạ? Cái thứ hai chúng ta cần phải định vị được bản thân của mình. Mình muốn kiếm bao nhiêu tiền, mình muốn dẫn dắt ai, mình muốn làm công việc như thế nào, đúng không? Trong công ty mình muốn mình ở vị trí nào? Giống như các tỷ phú đã nói, muốn ngồi được vị trí mà người khác không thể ngồi. Phải chịu đựng được những cái áp lực, đúng không? Những cái stress, những cái gọi là lời nói mà nhiều người người ta không chịu đựng được. Và ngay cả cái vị trí mà tôi đang ngồi cũng thế, đúng không chị? Có rất nhiều người hỏi tôi là sao lại đầu tư nhiều cổ phần thế vẫn tham, chưa hài lòng à, tham thế, biết bao nhiêu chưa đủ. Đúng, đó là vừa đúng thôi anh chị. Còn với tôi là cơ hội tốt thì mình phải tranh thủ, cái thứ nhất. Cái thứ hai, dĩa không mua, đắt lấy gì bán, đúng không? Cái thứ ba, nhìn lại đằng trước mình không bằng ai, nhưng nhìn lại đằng sau mình còn đầy người thua kém mình. Nên mình có cơ hội, mình có kiến thức rồi thì mình phải tranh thủ để sau này còn có cơ hội mình bán lại cho người thân người quen của mình, đúng không? Đó, nên là chúng ta cần phải tranh thủ. Và người ta nói rồi, cao thủ không bằng tranh thủ. Có rất nhiều người bảo là ôi em cứ đầu tư đi, khi nào em thành công, khi nào IPO, khi nào lên sàn thì lúc đấy chị mua, em mua. Nhưng mà lên sàn chắc gì còn cơ hội, đúng không ạ? Và thì hôm nay sau hai buổi đó là thiết lập mục tiêu và định vị bản thân, thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái vòng tròn chinh phục khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng là với người bán hàng, còn chúng ta là chinh phục đối tác. Và để chinh phục được bất kỳ người nào đó thì chúng ta cũng phải thấu hiểu họ. Cũng giống như chúng ta yêu một người ấy,
chúng ta muốn chinh phục được người đó thì chúng ta phải có cái gì hơn những cô gái khác? Sự lắng nghe, đúng không? Đồng cảm, rồi chúng ta biết làm công việc nọ công việc kia mà nhiều cô gái khác không làm được thì chúng ta mới chinh phục được những cái người đàn ông xuất sắc chứ. Không phải bạn chỉ cần đẹp là bạn có thể chinh phục được người khác đâu. Ngoài đẹp và thông minh thì chúng ta cần phải gì ạ? Biết lắng nghe nữa. Chúng ta đẹp thôi chưa đủ, thông minh thôi chưa đủ. Chúng ta không có sự thấu hiểu đồng cảm thì chúng ta sẽ không có là sao? Hỗ trợ được người khác hay là san sẻ cái nỗi buồn với người khác. Vì thế nên ngoài việc những việc trên thì chúng ta cần phải có những đức tính là lắng nghe, đúng không? Thì cái vòng tròn nghệ thuật của chúng ta, chờ thôi một tí, tôi sẽ kiếm một cái quyển sổ. Ai có quyển sổ nhát mà không dùng tới không? Lấy cho chị một cái bút, bút là nhẹ nhàng thôi. Lấy bằng dao, chào. Cái quyển, cơi mấy quyển sổ cho thôi. Các anh chị cần phải có sổ nha. Không phải cái bút to đi tâm, bút lông. Bút không, bút to mà. Ở chỗ đầy nắp ấy kìa. Lại bút khác. Cái bút cũ hơn. Chúng ta vẽ ra. Vẽ ra cái vòng tròn. Đấy, các anh chị vẽ vòng tròn. Và chúng ta viết ở giữa là chinh phục. Nghệ thuật chinh phục khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì để mà chinh phục được bất kỳ ai, người mới, người cũ, người quen, người xa lạ, thì chúng ta cũng đều phải thấu hiểu họ, đúng không? Em cũng có một khách tạo tài khoản cách đây 1 năm rồi mà không dám đầu tư. Họ sợ không lên được sàn. Họ bảo là không lên sàn được thì họ chơi à? À, bảo khi nào lên sàn họ chơi. Yeah, ok, chúc mừng họ thôi, đúng không? Một cơm một cho 200 đồng còn không mua được thì lấy gì mà 1 triệu đồng mua nổi, đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu về cái vòng tròn nghệ thuật chinh phục khách hàng nha. Đây là nghệ thuật bán hàng đỉnh cao. Đó, viết ở giữa là nghệ thuật chinh phục bán hàng. Vậy thì để chinh phục được khách hàng thì anh chị cần phải có cái gì các anh chị? Để mà chinh phục được bất kỳ một người nào đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái lĩnh vực mà chúng ta đang làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải hiểu về sản phẩm, đúng không ạ? Ông tỷ phú Bill Gates ông có nói rằng là hãy yêu sản phẩm của mình như yêu người yêu, đúng không ạ? Yêu công ty của mình như yêu người yêu thì các anh chị mới đam mê, mới cống hiến hết mình về doanh nghiệp của mình, đúng không? Thế thì sản phẩm của mình là cái gì? Các anh chị đã hiểu về sản phẩm của mình chưa? Đúng không? Rồi tiếp theo đấy là cái gì ạ? Hiểu về sản phẩm mình rồi, mình làm mình có đam mê không? Các anh chị phải đam mê, các anh chị phải hùng hồn, các anh chị phải năng lượng. Vì thế nên để chinh phục được người khác thì các anh chị cần phải có thông tin về sản phẩm, đúng không ạ? Thông tin về công ty, thông tin về chủ tịch, thông tin về pháp lý, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải có thông tin rõ ràng, cụ thể để người ta định gì ạ? Định hướng ở trong đầu rằng là à, cái công ty của bạn Thơ đang làm là một cái công ty về công nghệ, một cái tập đoàn về công nghệ, nó đang đi đầu trong lĩnh vực đổi mới về giao thông vận tải, đúng không ạ? Nó có hệ sinh thái là bao nhiêu cái gì ạ? Cái công ty con, cái những cái công ty con là nó có chức năng và quyền hạn, nhiệm vụ nó làm gì, giải quyết vấn đề gì cho con, cho xã hội, đúng không? Thế thì chúng ta cần có thông tin về sản phẩm, đúng không ạ? Cái thứ hai chúng ta cần cái gì ạ? Khi mà anh chị nói chuyện với người khác, các anh chị phải có năng lượng. Năng lượng là sẽ quyết định được cái buổi gặp mà gỡ đó, cái cuộc trao đổi đó, cái buổi nói chuyện đó nó có hài lòng hay không, nó có hấp dẫn hay không, có thu hút hay không. Nên hôm qua Thơ nói rằng là cái phần giới thiệu về thông tin, về công ty, về sản phẩm này phải thu hút, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cần phải có gì? Năng lượng, đúng không ạ? Năng lượng, nó vẽ ra năng lượng, thông tin và đấy đến năng lượng. Khi các anh chị có năng lượng thì các anh chị mới làm sao? Mới nói chuyện hay và người ta nghe thì người ta mới không rời mắt. Em chỉ sẽ có một người đâu nhỉ? Có một bạn nói là có xem được tiền nhà đầu tư, tiền hiện tại còn bao nhiêu và có chứ? Cái này các anh chị, anh Lương Huy Đình Lương, Lương Đình Huy đúng không ạ? Khi mà anh chị đầu tư thì các anh chị vào mục thống kê thì các anh chị sẽ nhìn thấy được số lượng nhà đầu tư trong hệ thống là bao nhiêu,
ngày tháng đầu tư, ngày cũng có, tháng cũng có, tuần cũng có, năm cũng có luôn nha. Đầu tư được bao nhiêu tiền, ví dụ như đầu tư gói 5.000 chẳng hạn, hay là đầu tư 1 triệu cổ phần chẳng hạn, đóng được bao nhiêu tiền rồi, công ty có hết nhá. Ngày tháng có từng giờ luôn đó các anh chị ạ. Có vào phần lịch sử giao dịch các anh chị cũng nhìn thấy về công ty. Hôm nay em đang nói về vòng tròn nghệ thuật, tí thì em sẽ dạy thích cái câu hỏi của anh chị đúng không ạ? Em đang đào tạo nốt cái buổi 3 buổi của em. Thông tin về sản phẩm năng lượng đúng không? À, Thái là hiểu rõ công việc đang làm, hiểu rõ về sản phẩm, phải có đam mê, thông tin về sản phẩm và phải có năng lượng. Em ghi một cái vòng tròn nghệ thuật, cái bước đầu tiên đó là phải có thông tin. Thằng nào nhiều thông tin thằng thắng. Mình là người đầu tư, mình có nhiều thông tin hơn thì mình luôn luôn tự tin làm zoom, tự tin chia sẻ trên Facebook, trên YouTube hay là bất kỳ cái kênh gì nào. Nhưng mà những cái người cũng đầu tư, cũng đầu tư nhưng mà lại đầu tư theo kiểu tin, tôi tin bạn tôi đầu tư, thế là bắt đầu là như gà mờ luôn, không hiểu gì hết. Sao mình thấy nóng mà có mùi gì khét khét đấy nhỉ? Để ý xem có bị cháy cái gì không. Xong bật quạt ở dưới kia lên cho chị ơi. Trời, cái quạt này như không nóng luôn đấy. À, không mát luôn đấy. Mà 18 độ rồi. Đây, năng lượng. Trời ơi, nếu như anh ấy bảo là ý mình là có xem được công ty sử dụng tiền, cái đấy có báo cáo kiểm chứng. Rõ ràng chị thấy có mùi khét đấy nhá. Hay em tắt cái điều hòa này xem, sợ cháy. Công ty mình có báo cáo kiểm toán mà, sao anh không vào trang của chủ tịch để đọc báo cáo kiểm toán? Hàng năm công ty chi vào cái khoản gì? Nào là vào thuê đất hay là làm thương mại ở các quốc gia? Nào là sản xuất các mẫu tàu? Công ty sử dụng bất kỳ một cái phần gì công ty đều có báo cáo hết. Doanh nghiệp là phải có báo cáo kiểm toán nhá anh nhá. Có trong nước, có ngoài nước. Đúng không ạ? Báo cáo kiểm toán thế giới mà, đâu có phải nói chuyện đùa đâu. Cách hôm nay em không giải thích cái phần này, nên cái buổi này anh không phù hợp thì anh có thể rời đi, để bữa khác anh hỏi, đúng không ạ? Còn hôm nay, hoặc là buổi tối anh có thể vào Zoom nhé. Hôm nay thứ bảy đúng không? Có Zoom, anh có thể nghe Zoom để các anh thấy là được giải đáp các cái thắc mắc của anh. Cái câu này là cái câu quá đơn giản rồi, sao một nhà đầu tư lão luyện rồi mà đến bây giờ hỏi cái này, đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo là năng lượng. Khi mà các anh chị có thông tin này, các anh chị có năng lượng nó đến từ gì? Từ kiến thức ở trong đầu của anh chị. Có ba thứ người ta không bao giờ lấy được của anh chị, đó là kiến thức ở trong đầu. Vậy thì muốn có kiến thức thì các anh chị phải đọc sách, đúng không ạ? Thứ hai là thức ăn trong dạ dày, ăn rồi ai moi ra được, đúng không? Và ba là sự chân thành ở trong trái tim của các anh chị, tình yêu thương của anh chị ở trong trái tim của anh chị. Và khi chúng ta có tình yêu với công ty rồi, đúng không? Khi chúng ta đam mê về sản phẩm rồi, khi chúng ta hiểu về công nghệ rồi, chúng ta tin tưởng ông chủ tịch rồi, thì thiếu gì chúng ta có năng lượng hùng hồn để chúng ta nói với người khác. Và khi mà em Thơ làm việc với tập đoàn, thì em Thơ cũng đi sang bên tập đoàn để trải nghiệm, ngồi trên chính những cái phương tiện mà mình đầu tư. Mình đặt chân đến cái công viên thử nghiệm đó, mình xem các cái mẫu mã hàng hóa của bên công ty mình, nó là dọc hay ngang, nó có bền vững hay không, nó có đẹp hay không, nó có thỏa được các cái tiêu chí mà nhà đầu tư đặt ra, hay là các cách khách hàng của mình, người ta mua sản phẩm của mình hay không, đúng không? Thì khi mà các anh chị hiểu rồi, chắc chắn một điều rằng khi các anh chị sang tập đoàn về rồi, kiểu gì các anh chị cũng tự tin hơn. Nếu là các anh chị biết bạn Lê Dung, đúng không ạ? Trước đây khi mà bạn đã đầu tư thì chị nghe chị Thơ nói, anh Công nói, hay mọi người nói, hay là xem trên các video thì mình tin, nhưng mà niềm tin của chúng ta vẫn giới hạn vì chúng ta chưa mắt thấy tai sờ, đúng không? Mắt thấy tai nghe tay sờ được, nên chúng ta vẫn đang có niềm tin giới hạn. Nhưng khi bạn đã đi về rồi thì sao? Đầu tư nhiều hơn, chia sẻ với người nào người ấy cũng đầu tư, nói chuyện năng lượng hơn, tại vì mình tin, mình chứng kiến rồi, mình là người chứng kiến rồi thì chắc chắn mình sẽ là người gì thấy đúng, thấy chính xác, đúng không ạ? Vì thế là chúng ta cần phải có thông tin đủ sâu, đủ lâu, đủ nhiều để chúng ta có năng lượng, đúng không ạ? Và khi có năng lượng rồi thì chúng ta phải nói chuyện với người khác, đúng không? Chúng ta nói chuyện, để nói chuyện với người khác hay thì chúng ta cần phải làm sao ạ? Có đủ cảm xúc, có đủ am hiểu. Vậy thì để am hiểu được, chúng ta cần phải hiểu về khách hàng. Chúng ta đừng có đến gặp khách hàng là chúng ta sẽ nói với người ta về là ôi tôi đang bán cái sản phẩm này tuyệt vời lắm, sản phẩm của tôi tốt lắm. Giống như nhiều người xem Thơ trên livestream thì bảo là thôi sao em mập thế, em giảm cân đi. Nhưng mà ngồi trước cái điện thoại đến mập là chuyện bình thường mà, đúng không? Xong nó lại tư vấn cho sản phẩm giảm cân, chồng nó không hiểu mình, đúng không?
mình đang có vấn đề về sức khỏe, mình đâu có thể là giảm cân. Tôi đang là người quất bầu chẳng hạn, tôi làm sao để giảm được cân, đúng không? Chúng ta phải tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng, sau đó chúng ta mới tư vấn cho họ. Còn khách hàng của tôi đang buồn lắm, trời ơi, chồng con đang như thế này, con thì không nghe lời, chồng thì không giữ mình. Mai rồi kia là chuẩn bị đến ngày rằm, ngày giỗ hay ngày Tết, hay là đến hạn đóng ngân hàng, đến hạn đóng tiền nhà rồi mà bây giờ thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền, đúng không? Chúng ta phải hiểu xem, đi sâu vào nhu cầu của khách hàng xem. Hiểu khách hàng rồi thì bắt đầu là mới làm sao họ chia sẻ. Hiểu khách hàng bằng cách gì? Bằng cách lắng nghe, đúng không? Tiếp theo đây đến năng lượng là chúng ta phải cần gì đã? Lắng nghe. Tiếp theo đến lắng nghe các anh chị nha. Lắng nghe nhu cầu của khách hàng, xem là người ta có nhu cầu kiếm tiền hay không. Có nhiều người rất nhiều tiền, người ta chỉ muốn tìm một người bạn để tâm sự thôi. Vậy thì các anh chị có đủ kiên trì để nghe người khác tâm sự không? Hay là các bạn bảo ôi dồi ôi, lúc nào tôi gặp bà tôi cũng thấy bà kêu, đúng không? Thế thì chúng ta phải đủ gì ạ? Đủ tình yêu, chúng ta mới hiểu rõ được khách hàng, đúng không ạ? Và những ai không có tiền nhìn trên đôi mắt là chúng ta biết rồi, mắt thì buồn, mặt thì gì ạ? Tăm tối, đúng không ạ? Mất ngủ, suy nghĩ nhiều, xám xịt hết mặt lại, đúng không? Thế thì làm sao mà người ta tỉnh táo, người ta tập trung, người ta lắng nghe câu chuyện của mình được? Thế nên là chúng ta phải khi đi tư vấn bất kỳ một cái khách hàng nào, một lĩnh vực nào, ở một cái sản phẩm nào đó, thì chúng ta chiếm tới 50% là lắng nghe người khác, lắng nghe nhu cầu, câu chuyện của người khác. Và khi các anh chị lắng nghe được, người ta bảo ôi cái thằng này sao mà nó tình cảm thế, mình ngồi nói chuyện với nó mà nó cứ ngồi nó gật gù, nó động viên mình, đúng không? Thì chúng ta phải lắng nghe người ta, chúng ta mới hiểu được nỗi đau của người ta, những cái sự gọi là lo lắng bồn chồn trong người ta để chúng ta giải quyết vấn đề. Đấy, các anh chị thấy không? Trước đây em cũng thế. Em đi làm công ăn lương, đầu tháng có tiền, cuối tháng hết tiền, nuôi hai con nhỏ ở Hà Nội, học mỗi tháng là mấy triệu bạc, tiền ăn, tiền chi tiêu pha ở Hà Nội không có 30 triệu, không thể sống nổi một tháng, đúng không ạ? Thế thì chúng ta ở đấy, nếu như em trước đây em vẫn làm công việc cũ như thế thì em bây giờ vẫn ở nhà thuê, làm gì có tiền để mua nhà, biếu bố mẹ, làm gì để có tiền đầu tư, đúng không? Nhưng ngày hôm nay em cho vừa đầu tư xong 16.000 đô, thanh toán nốt 7 triệu 2 cổ phần của mình, đúng không? Chúng ta không hiểu được người ta thì chúng ta làm gì mà nói được. Đấy, ngày xưa nhé, 5 năm trước em thơ cũng đang ở nhà thuê các anh chị ạ, vẫn đi con xe máy số. Đấy, vừa với tai nạn xong ra còn chẳng có tiền để đi điều trị, nó còn mổ còn vết sẹo còn to đùng như này, đúng không? Người ta chỉ có mấy tháng người ta đi mổ và người ta chăm sóc là cái vết thương nó lành, nhưng bây giờ cái vết thương của mình nó to đùng luôn, như một cái ngón tay luôn, như cái con rết luôn đó. Vì thế nên là không có tiền rất là vất vả, đúng không? Thế thì chúng ta phải thấu hiểu với người ta, chúng ta phải để cho họ nói hết những cái nỗi lòng của họ thì chúng ta mới biết được là họ đang thiếu thốn cái gì để chúng ta giải quyết. Và nói với người ta, thấu hiểu rồi, đồng cảm gật gù rồi, đúng không? Thấu hiểu, đồng cảm gật gù rồi, bắt đầu chúng ta gì? Chia sẻ. Bắt đầu là cái người ta nói hết thì bắt đầu mình mới chia sẻ câu chuyện của mình. Chị ơi, anh ơi, trước đây em cũng giống như anh chị, em rất là hiểu cái vấn đề của anh chị, tại vì em cũng đã từng giống như anh chị rồi, đúng không ạ? Nhưng mà em không chấp nhận cái cuộc sống như thế, vì nếu như em chấp nhận cuộc sống như thế thì em vẫn là em của 5 năm trước và chị già hơn 5 tuổi thôi, đúng không? Vừa gầy vừa xấu vừa đen, đúng không ạ? Lại còn nghèo nữa. Đấy, nhưng nếu như bây giờ em có một cái cơ hội này, em giúp anh chị có thể giải quyết được vấn đề trong tương lai. Tại vì nợ thì anh chị có thể khất nợ, người ta không thể giết các anh chị để đòi nợ được. Nhưng nếu như các anh chị làm việc, các anh chị tích lũy, các anh chị đầu tư, các anh chị học cách tiết kiệm để đầu tư vào một cái khoản đầu tư nào đó, nó sinh sôi nảy nở thì sau 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 5 năm chắc chắn không những trả được nợ mà các anh chị cũng có cuộc sống tốt hơn, mình còn có kinh tế để lo báo hiếu cho bố mẹ, cho ai, rồi giúp đỡ anh chị em, rồi cho con đi học những môi trường tốt nhất, ăn những cái thức ăn tốt nhất, chất lượng nhất, đúng không? Mặc những bộ quần áo không cần phải suy nghĩ, không cần phải là nâng lên đặt xuống, là mình mua bộ quần áo này cho con là có nên không, nó mặc vài tháng nó lớn hay là như thế nào. Nếu như chúng ta mà cứ đi ra ngoài vỉa hè chúng ta mua những bộ quần áo rẻ tiền, con cái chúng ta mặc nó rất là nóng bức, tại vì nó là 90% là nó là từ ni lông hoặc là các cái quần áo tái chế, các anh chị rất là nóng.
Nhưng nếu như các anh chị có tiền mua đồ hàng hiệu cho các con của anh chị mặc, thì anh chị biết không, nó mát, kể cả bản thân mình mặc bộ quần áo lên nó cũng sang hơn, đúng không? Thì tiền nào của đấy mà. Thế nên là ở đây đừng bao giờ nói từ là em không cần tiền, em không có nhu cầu làm giàu, em chỉ cần đủ ăn thôi, đúng không ạ? Và có một bạn đặt câu hỏi cho em là theo anh chị, theo chị, hai vợ chồng em một tháng kiếm 50 triệu thì đủ tiêu chưa? Nếu như chúng ta chỉ sống như bản thân chúng ta thì mấy triệu chúng ta chẳng tiêu được. 5 triệu cũng sống được, 10 triệu cũng sống được, 100 triệu cũng sống được. Nhưng nếu như thế thì chúng ta quá ích kỷ, chúng ta chỉ sống như bản thân thôi. Nhưng mà nếu như các anh chị đang kiếm được điểm thời điểm này, chắc gì thời điểm sau nó là thuận lợi cho các anh chị kiếm, đâu phải lúc nào cũng được đâu. Giống như tháng trước em có 42.000 đô, nhưng tháng vừa rồi em chỉ được có 20.000 đô thôi. Đô lên cao, mọi người không thanh toán thì làm gì mà có tiền. Nhưng vẫn có 20.000, vẫn mất gần 55 triệu, đúng không? Nhưng mà tháng này biết đâu lại có thu nhập gấp đôi thì sao? Chúng ta đâu biết được. Sống ngày hôm nay biết ngày hôm nay, đâu biết tương lai ngày mai nó như thế nào. Tại vì ngày mai nó là tương lai, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tương lai, đúng không? Đó, thì chúng ta cần phải lắng nghe, chúng ta cần phải thấu hiểu. Thấu hiểu xong rồi chúng ta chia sẻ, chia sẻ những cái giá trị của cuộc sống, chia sẻ giá trị của công việc, giá trị của bản thân mình, đúng không? Bản thân mình mà không có giá trị thì chắc chắn chúng ta không có cơ hội kiếm tiền. Và tiền thì chỉ luôn luôn đến với những người chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị trao cho ai đó một cơ hội, chuẩn bị giúp đỡ một ai đó, đúng không ạ? Và nếu như cái người ta là cái người đang đi tìm kiếm cơ hội rồi, nó bảo ôi tuyệt vời quá, trời ơi cảm ơn em, anh đang khao khát tìm kiếm cái cơ hội này. Cũng giống như em Thơ khi mà anh Công đăng bài trên Facebook hay trên Zalo ấy. Cơ hội duy nhất một lần trong đời mình đặt tay lên trái, mình nghĩ là không biết là ông đăng cái gì mà cơ hội duy nhất một lần trong đời. Sau đấy là em nhìn đến phương tiện giao thông này, em bảo ôi trời ơi, đây là một cái phương tiện mà trong tương lai chắc chắn là sẽ phát triển. Tại vì sao? Tại vì năm 2013-14 người ta thấy người ta dùng iPhone 3, iPhone 4 rồi, mình chưa có tiền để mua iPhone, mình khao khát lắm chứ. Nhưng đến thời điểm em có tiền em mới mua là lúc đấy em vẫn dùng iPhone 6. iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4 mình đâu có tiền, nhưng iPhone 6 mình mới có tiền để mua, đúng không? Thế thì mình thấy không ạ? Công nghệ nó có thể đúng, nó có sai hôm nay, nhưng mà trong tương lai chắc chắn nó phải phát triển. Và cái phương tiện giao thông này, em Thơ đã đi đường bộ, em Thơ đã đi rồi, em Thơ bị tai nạn rồi, hàng không em Thơ cũng đi rồi và chứng kiến hàng trăm hãng hàng không tai nạn. Thế thì cái phương tiện giao thông này nó đi ở trên cao, chắc chắn là sẽ giúp được giải quyết các vấn đề như tai nạn này, đúng không ạ? Ô nhiễm môi trường này, ách tắc giao thông này, phóng nhanh vượt ẩu này, giải phóng mặt bằng này, tiết kiệm tiền cho các quốc gia này. Thay vì đi mượn quốc gia khác, mình đầu tư vào đây, mình tích lũy cái công ty, người ta có vốn, người ta xây dựng sẽ nhanh hơn so với việc là chờ giải ngân từ các quỹ, các ngân hàng, các tổ chức, đúng không ạ? Thế là em Thơ đầu tư thôi. Và khi đầu tư rồi thì bây giờ mình gọi là nói một cái phương, nói với người khác một cái phương tiện trong tương lai, thì người ta sẽ bảo chúng ta là ảo, là lừa đảo, là thế nọ, là thế kia, là bánh vẽ. Nên em Thơ đã bỏ tiền của mình ra năm 2018 là bao nhiêu ạ? 3-4 nghìn đô. Tại vì cũng sau 70 triệu đấy. Nhưng mà còn tiêu nữa để đi sang bên tập đoàn. Sang đã gặp ông chủ tịch rồi, yên tâm rồi, gặp một con người có đủ tâm, tầm tài, trí tuệ rồi. Bắt đầu là về thế là ra sức cống hiến. Rồi đến năm 2000 lại sang gặp ông một lần nữa, đúng không? Đấy, đến năm 2020-21 dịch thì không đi được, nhưng mà 22 là đạt giải thưởng vàng, nói top 20 người đạt giải thưởng vàng, được sang bên đó gặp chủ tịch, ăn cùng với chủ tịch. Nên là các anh chị ạ, khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta đam mê rồi, chúng ta chia sẻ với bất kỳ ai nó cũng rõ ràng ngọn ngành xúc tích, đúng không? Còn nếu như mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ lan man, nói câu trước thì đá câu sau, xong người ta bảo tôi chả hiểu, thế là chẳng giải thích được nữa, chẳng kiên trì được nữa, thế là thôi bỏ cuộc. Thế thì người ta về, người ta lại bảo ôi cái thằng này là lừa đảo, làm công việc vớ vẩn. Thế là xong mai kia nghe cái thằng bạn đi bảo ui hôm trước mày gặp cái đứa kia, nó nói mày gọi là đi lừa đảo ảo, lừa ảo với lại sống ở trên mây. Thế là cái là bắt đầu là run quá, sợ quá, sợ xấu hổ quá, là bỏ cuộc, đúng không? Thế nên là chúng ta cần phải hiểu rõ thông tin sản phẩm chúng ta, hiểu rõ về con người chủ tịch, đó là hiểu rõ về sở hữu trí tuệ đó. Rồi vào trang Unity
đọc về công nghệ của chúng ta, tất cả những cái thông tin gì ở trong đó nó đều có hết. Và chúng ta phải đọc thì chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới biết được ông chủ tịch là một nhà khoa học vĩ đại như thế nào. Đúng không? Ông đã vượt qua bao nhiêu đối thủ nặng ký về công nghệ. Đúng không? Đâu có phải là để được một cái giải thưởng, để đạt được một cái tiêu chuẩn là nó dễ đâu. Các anh chỉ đi học trong một lớp có 50 học sinh, bao nhiêu học sinh được giấy khen, bao nhiêu học sinh sau này làm giám đốc, hay là đa số đi làm công nhân. Đúng không? Thì ở ngoài cũng thế các anh chị ạ. Hàng trăm cái công trình khoa học, nhưng có phải cái khoa học nào nó cũng hoàn thiện đâu. Tại vì mỗi người nó có một cái tư duy khác nhau mà, một cái tiềm năng khác nhau mà chúng ta đâu biết được là cái nào giống cái nào. Nhìn na ná giống nhau nhưng chắc gì nó đã giống nhau. Đúng không? Thế này chúng ta cần phải hiểu rõ nha. Tiếp theo đấy là cái gì các anh chị? Chia sẻ rồi cái gì ạ? À? Các anh chị phải có cảm xúc, năng lượng nó đến từ trí thức, nó đến từ bên trong. Cảm xúc nó thể hiện ở bên ngoài. Cái biểu cảm của các anh chị đấy, cái ngữ điệu của anh chị ấy ạ, cái mà cách mà các anh chị nói chuyện với người khác. Cảm xúc là năng lượng thúc đẩy chúng ta lên cao. Cảm xúc là quan sát xem khách hàng có cảm xúc không, họ có vui vẻ hay không, họ có thích thú hay không, đúng không? Nếu như họ thích thú, đấy, bắt đầu là mình nói anh thấy có tiềm năng không? Đặt ra những cái câu. Chị thấy có tiềm năng, chị có mong muốn được sở hữu cổ phần của một cái tập đoàn nổi tiếng trên toàn thế giới không? Một cái tập đoàn mà người ta gọi là ngành nghề lớn nhất ở thế kỷ 21 không? Đúng không? Đấy, thế nên là chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu rõ cái lĩnh vực mà chúng ta đang làm, để chúng ta có cảm xúc với nó, chúng ta nói về nó. Đúng không? Qua vừa học rồi, có am hiểu, có đủ cảm xúc thì người ta mới cảm nhận được rằng mình đang nói thật, mình đang nói đúng, mình đang nói những cái gì thiết thực và có giá trị với họ. Đúng không ạ? Đó, có cảm xúc rồi đến cái gì các anh chị? Có cảm xúc rồi, và đến cái gì các anh chị? Chị Xuân học rồi, cảm xúc đến cái gì chị Xuân nhỉ? Khi các anh chị có sự cảm xúc rồi thì bắt đầu là các anh chị trao giá trị. Trao giá trị là như thế nào? Là cho người ta cơ hội đó. Chia sẻ là bình thường thôi. Đúng thì đúng mà sai thì sai, đúng không ạ? Tự tin trao giá trị. Em là em đã đầu tư ở đây rồi. Bây giờ Thơ đã đầu tư được 500.000 đô với tập đoàn rồi. Đó, em thấy đây là một cái cơ hội mà chị em mình hợp tác với nhà khoa học thì chúng ta sẽ có những cái giá trị gì, nào là chúng ta được sở hữu cổ phần dễ hơn hàng chục lần so với định giá này, rồi chúng ta được đồng sở hữu công nghệ lớn nhất của thế kỷ 21 này, chúng ta được hưởng, nếu như chúng ta chỉ đầu tư thôi thì chúng ta sẽ được gì, hưởng cổ tức này, đúng không? Rồi chúng ta bảo vệ tài nguyên môi trường này, chính chúng ta sẽ là người bảo vệ tương lai con cháu của mình này, đúng không? Đó, trao giá trị. Rồi làm gì? Khi mà trao giá trị rồi, người ta đón nhận giá trị thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải đào tạo. Đúng không ạ? Chúng ta cần phải đào tạo cho họ biết rằng là nếu như các anh chị muốn đầu tư thì các anh chị cần phải biết lập tài khoản, dạy cho người ta cách lập tài khoản luôn. Em Thơ là không có làm hộ. Mà em Thơ sẽ chỉ bây giờ em gửi cho chị đường link. Em hướng dẫn cho chị lập tài khoản như thế này này. Đúng không ạ? Để họ trở thành những nhà đầu tư thực sự. Họ về họ có thể giúp được cho gia đình, người thân của họ cũng có cơ hội đầu tư giống như mình, làm việc giống như mình, hợp tác giống như mình. Họ tự lập tài khoản, họ tự mua đô cũng được. Đúng không? Đào tạo cho người khác. Đào tạo rồi chúng ta cần làm gì nữa ạ? Chúng ta cần truyền cảm hứng cho người khác. Truyền cảm hứng bằng cách gì? Làm việc tốt hơn, nói chuyện hay hơn, ngôn ngữ lưu loát, biết lập tài khoản, đúng không? Biết thiết lập mục tiêu, đúng không ạ? Rồi chúng ta cần làm gì nữa? Truyền cảm hứng cho người ta bằng những con số, bằng những hành động cụ thể của chúng ta, bằng những cái biểu cảm của chúng ta, bằng tình yêu thương của chúng ta, bằng sự gì? Hy sinh của chúng ta, đúng không ạ? Truyền cảm hứng cho người khác bằng cách em live stream thường xuyên. Em bây giờ em thấy cứ mở điện thoại ra một cái là thấy chị em nhà mình Facebook live stream. Ai cứ mở ra một cái lại thấy
nhà mình mà live stream chắc cái văn phòng mà cái đội nhóm được vừa rồi mà được học mà live stream ai live stream chắc em chỉ có ăn với live stream đấy, vừa đầu tư thêm cái điện thoại để chuẩn bị ba Facebook là cứ ai live stream là bật ba máy lên ủng hộ tương tác nghe xem đúng không ạ? Nên là các anh chị chúng ta cần phải chuyển cảm hứng cho người khác bằng cách gì? Con số về như thu nhập. Các anh chị không dám nói ra thu nhập của các anh chị có thì làm sao mà các anh chị chạm đến được cái sự gì ham muốn của người ta? Tôi ham những cái con số của chị Thơ 20.000 đô, 30.000 đô, 50.000 đô mỗi tháng. Đi làm thuê làm sao mà được? Ăn vẫn không đủ. Đi làm thuê là chỉ là gì ạ? Đi làm công ăn lương và cái tiền lương á, tiền để trả cho chúng ta để phục hồi sức khỏe thôi. Chứ không là gì? Về để nuôi gia đình. À, các bạn Nguyễn Đình Ký sợ nhất là nghệ thuật. Nghệ thuật là gì? Anh có hiểu không? Yêu nhất là chân lý và sự thật. Thì anh cứ sống theo đúng chân lý thôi. Mình làm như thế nào thì mình nói như thế. Mình đâu có vẽ đâu, đúng không? Chúng ta là những người, con người đang làm thật mà. Chúng ta đang hợp tác với công ty hàng trăm tỷ đô mà. Thì chắc chắn chúng ta phải tự tin chứ. Là phải là sự thật. Chứ không sự thật làm sao mà ông chủ tịch kiên trì đến 50 năm ấy. Không sự thật thì làm sao mà tồn tại được ở các quốc gia. Không sự là sự thật thì làm sao mà có hàng 2 triệu rưỡi nhà đầu tư trên toàn cầu người ta đầu tư vào lĩnh vực của mình. Không sự thật thì làm sao mà công ty của chúng ta được công nhận là tổ chức khoa học. Không là sự thật làm sao mà bây giờ tất cả các trường đại học đào tạo về công nghệ đều có gì khoa của Segway. Anh nghĩ là chúng ta đang sống giả dối à? Những người sống giả làm sao tồn tại được? Có ai sống giả để lên trên Facebook mà nói chuyện không? Những cái kiến thức mà em Thơ học, các anh chị đi học phải mất hàng vài chục triệu. Và em Thơ làm kinh doanh về network marketing 10 năm trời rồi. Không phải ngày 1, ngày 2 mà các anh chị nói mà học một cái anh chị ngay. Khi nào các anh chị làm được việc rồi, các anh chị mới thấm những cái gì mà em Thơ làm của ngày hôm nay, nói của ngày hôm nay. Người ta chỉ học được một tí kiến thức thôi, người ta mở ra các cái khóa học về đào tạo, người ta chạy marketing, người ta bán khóa học kìa. Người ta kinh doanh kiến thức kìa. Nhưng mà em Thơ đang cho các anh chị free đó, để các anh chị kiếm được tiền đấy. Ngay cả sống với vợ với chồng mình không có nghệ thuật, cứ bô bô nói là những ngôn từ thô tục ấy, vợ nó bỏ đi. Chứ đừng nói mà là nó ở đó nó yêu, đúng không? Lựa lời mà nói. Người ta bảo lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chứ không phải là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho chừa mặt nhau, đúng không? Nên là khi mà bình luận cái gì là chúng ta nhớ là bình luận tích cực, theo hướng tích cực, đúng không ạ? Tại vì suy nghĩ tích cực tạo ra lời nói tích cực, tạo ra hành động tích cực và tạo ra con người tích cực, kết quả tích cực. Và bạn là người tích cực thì sẽ bạn được thu hút được xung quanh bạn là những người tích cực. Bạn là người tiêu cực thì bạn thấy là lúc nào vấn đề đến nào là cơm áo gạo tiền đến, là những cái con người xấu tính đến với mình, những đứa chơi khăm nó chơi mình. Nhưng nếu như mình sống tốt, mình sống có đạo đức, không có đứa nào nó dám nói xấu mình. Kể cả nó nói xấu thì người khác người ta cũng nhìn thấy, người ta có mắt mà người ta cũng mù, người ta cũng người ta không nhìn thấy. Bạn chân thành hay không chân thành thì người ta cũng cảm nhận bằng trái tim hết, chẳng qua là người ta có nói lại cho bạn biết hay không thôi. Còn khi chúng ta đã nói ra, chắc chắn là tôi muốn các bạn phát triển, đúng không ạ? Và ở trong gia đình nhà mình được mấy người có kiến thức để nói cho các anh chị hiểu, đúng không? Đó, thế nên là nhớ, ở bất kỳ một cái môi trường nào, không bạn không làm được, không có nghĩa người khác cũng không làm được. Vì thế, hãy cho người ta những lời khuyên tích cực. Và có những người ta nói rồi, nếu như không nói được những ngôn từ hay, tốt nhất đừng nói, đúng không? Nên là chúng ta có chia sẻ với ai, dù gặp ở bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn nói những lời nói tích cực, động viên khích lệ. Nếu như mà không động viên khích lệ mà không nghe nữa, chửi cho nó một cái thì nó tĩnh. Thì có nhiều người phải tạt những cái gáo nước lạnh vào mặt họ mới tĩnh được, hoặc đôi khi cho axit luôn được, đúng không? Đấy, nhiều người là thế luôn. Truyền cảm hứng rồi cái gì nữa các anh chị? Chúng ta cần phải nhân bản. Truyền cảm hứng rồi thì chúng ta cần phải nhân bản những cái điểm tốt của mình ra cộng đồng. Tại vì các anh chị mới biết rằng là chúng ta là những tế bào của xã hội. Nếu như chúng ta là những người xấu tính, làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân thôi, thì người khác, người ta mắc một lần, hai lần, ba lần thôi, lần thứ tư người ta cũng tránh xa các anh chị. Không có chuyện là người ta còn đến gần các anh chị đâu.
Không ai được như chủ tịch chúng ta bị lừa bẫy lần mà vẫn tin đâu. Tại vì ông rất chỉ là mong muốn có một cái khoản tiền nào đó để ông đưa cái công trình này ra cho xã hội. À, lừa cũng được, nhưng ít nhất sau này cũng có câu chuyện để nhắc lại. Em Thơ bị lừa nhiều mà. Nhiều người mượn tiền xong rồi bây giờ mất hút mà. Mượn tiền đến lúc người ta đòi, người ta hỏi thì bảo là mày cần gì tiền. Ơ, thế tiền của người ta cũng dùng mồ hôi nước mắt để người ta kiếm tiền đấy, đâu phải là người ta đi cướp được đâu, đúng không? Nên những người nào mà người ta kiếm được hàng trăm triệu, hàng tỷ, tôi rất được khâm phục. Tại vì họ đang mang ra cái giá trị của họ cho cộng đồng vô cùng lớn. Và người ta nói rồi, muốn kiếm được tiền để hiến được tài. Các anh chị không kiếm được tiền có nghĩa là anh chị không có cái giá trị gì với cộng đồng hết. Nên là những anh chị nào trong đội nhóm của Thơ ấy, làm ơn đừng đi tìm kiếm khách hàng mà hãy trau dồi kiến thức. Và người ta có nói một câu như này này: bạn đừng chạy theo những con ngựa. Hãy gì ạ? Trồng cỏ đi, mùa xuân cỏ tốt ngựa sẽ tìm đến, đúng không? Vậy thì nếu như các anh chị cứ tìm đi tìm khách hàng nhưng các anh chị lại không có kiến thức, có khách hàng rồi các anh chị cũng không biết nói gì thì làm gì mà các anh chị có nhà đầu tư, đúng không? Thế nên là hãy chăm sóc cho cái gì, cái bộ não của chúng ta. Kiến thức đến đâu thì kiếm tiền được đến đó. Người ta nói rồi, tầm người tầm tiền. Nên là không có sợ nha. Đừng có sợ học quá nhiều, đúng không ạ? Đừng có sợ là cái chi phí đầu tư cho học tập nó cao quá. Hãy đi ra ngoài kia học những cái khóa học đi. Chắc hư chắc nó đã hay bằng Thơ nói. Tại vì những gì Thơ nói là những gì Thơ đã làm, đúng không? Đó, truyền cảm hứng cho người khác. Rồi các anh chị cần phải làm gì nữa các anh chị? Truyền cảm hứng, đào tạo nhân bán. Rồi, chúng ta cần phải dạy cho người khác, đúng không ạ? Dạy cho người khác biết nói chuyện này, biết live stream này, dạy cho người khác biết lập tài khoản này, dạy cho người khác biết làm công việc giống như mình này, dạy cho người khác cách yêu thương. Con người đói khát lời khen. Chúng ta đi ra ngoài thì cúi chào người nọ người kia, bẫm thưa bẫm, đúng không? Kính cẩn, đúng không? Nịnh bợ, đút lót, mua chuộc. Thế nhưng mà trong gia đình nhà mình, khách hàng xung quanh mình đầy, mình lại không chăm sóc họ. À, với Thơ ấy, những nhà đầu tư cùng với Thơ hầu như là từ một nhà đầu tư sẽ ra một hệ thống. Và Thơ chỉ chăm sóc chiều sâu thôi, không có phải là lúc nào đi tìm kiếm khách hàng đâu. Vì thế nên nếu như anh chị, vợ thì chăm sóc chồng, chồng thì chăm sóc vợ, đúng không? Chúng ta đâu biết được người yêu cũ của chồng mình đâu, có biết được bạn của chồng mình đâu. Thế nên là chúng ta phải chăm sóc chứ, biết đâu một ngày nào đó anh ấy, cô ấy đưa người yêu cũ vào đội nhóm mình sao, đúng không? Thế nên là anh em chúng ta là cần gì? Phải chăm sóc chiều sâu. Tại vì bạn của bạn của bạn, rồi gia đình của chúng ta, rất nhiều người có mối quan hệ, rất nhiều người khéo ăn khéo nói, được lòng cả thiên hạ, người ta có uy tín, đúng không? Đó. Nên là chúng ta sẽ không biết được là cái đối tác của mình như thế nào. Thì cái người trong gia đình của mình cũng xem là một đối tác. Vì khi họ là một, chúng ta xem họ là một đối tác thì chúng ta mới trân trọng. Kể cả vợ của mình là đối tác của mình. Chứ còn nếu là các anh chị cứ nghĩ là lấy vợ về như lấy ô xin ấy, rồi một ngày nào đó là người ta áp lực, người ta cũng rời xa các anh chị. Tại vì chúng ta làm một bánh ghép của nhau, chúng ta thiếu một cái gì chúng ta bổ sung cái đấy. Nếu như hai vợ chồng mà không có kiến thức với nhau thì cả ngày suốt ngày cãi nhau, đúng không ạ? Đấy. Và tại sao mà bây giờ phụ nữ hay bùng lên? Tại sao phụ nữ bây giờ phải đi kiếm tiền, đúng không? Tại vì các anh có kiếm được tiền đâu, có đủ để lo cho vợ con đâu mà phụ nữ chẳng phải vươn lên, đúng không? Nên là tại sao bây giờ phụ nữ tự chủ như thế? Rồi cái gì nữa? Lại đúng không? Chăm sóc chiều sâu rồi gì nữa? Có nhiều quá mà bây giờ em gặp mọi người em quên ấy. Dung cho chị mượn cửa sổ của Dung ý. Rồi, bán hàng bằng lãnh đạo, đúng không ạ? Hôm qua chúng ta vừa học lãnh đạo rồi, chúng ta phải định vị mình là một lãnh đạo, chúng ta mới dẫn dắt được người khác. À, lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là phải biết làm gương. À, khi mà người khác không đi làm, chúng ta đi làm. Khi mà người khác còn ngủ, chúng ta đi làm. Khi mà người khác gì ạ? Đi muộn, chúng ta đi sớm. Là một lãnh đạo cũng phải biết làm tất cả mọi thứ. Là một lãnh đạo cũng phải biết quan sát, đúng không ạ? Lãnh đạo không phải là người chỉ tay năm ngón chắp tay sau đít, mà là người gì đồng hành cùng với người ta làm việc, chỉ ra cách làm, cùng làm và làm đi làm lại, đúng không ạ? Đó là lãnh đạo.
Rồi chúng ta cần cái gì ạ? Bán hàng bằng đội nhóm. Nếu như mà chúng ta bán hàng một mình, chúng ta chỉ là một người bán hàng giỏi thôi. Và các anh chị chỉ có thời gian mỗi ngày là 24 giờ thôi, đúng không? Vậy thì để anh chị bán được một ngày hay một tháng, các anh chị bán được 100 sản phẩm. Vậy thì chúng ta bán hàng bằng đội nhóm thì một ngày chúng ta có thể 100 sản phẩm, chứ không phải là một tháng mới có 100 sản phẩm nữa. Và bán hàng bằng đội nhóm thì chúng sẽ nhanh hơn. Tại vì nếu như đội nhóm của Thơ đang có 15.000 nhà đầu tư, riêng cá nhân Thơ nha, 15.000 nhà đầu tư, vậy thì mỗi ngày, mỗi người cho em Thơ 1 giờ thôi là một ngày. Các anh chỉ có 24 giờ nhưng với em đang có 15.000 giờ, đúng không ạ? Đội nhóm rất quan trọng. Và để có một đội nhóm thì các anh chị là phải truyền cảm hứng cho người ta bằng những con số, bằng những mục tiêu, bằng những cái động lực, bằng những tình yêu. Tại vì không có tình yêu không bao giờ gắn kết được. Giữa tình yêu, giữa sự sống và cái chết thì cách nhau có một cái cây cầu tình yêu thôi, đúng không? Đó, nên là chúng ta cần phải truyền cảm hứng cho đội nhóm của chúng ta. Bán hàng bằng nỗi đau, hãy chạm vào nỗi đau của người ta. Nỗi đau của chúng ta là gì? Nghèo, là không có tiền, là nhà người phải xa con, xa bố mẹ để đi phương xa lập nghiệp. Rồi làm sao cả năm không về được quê hương. Muốn mua một bộ quần áo mới cũng phải tưng lên đặt xuống, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, đúng không ạ? Muốn mua cho chồng những cái gì, những cái thứ đẹp, tốt đẹp cũng không có để mua, đúng không? Chồng mình là một con mắt tinh tường, mà mình lại mua cái áo vỉa hè thì về nó, rồi cái này không đẹp đâu, nó không mặc thì mình lại buồn, đúng không? Nên là chúng tôi không phải tôi ham tiền, tôi mê tiền, mà vì tôi có trách nhiệm với gia đình, tôi phải kiếm tiền để tôi ở bên một ai đó, tôi không phải suy nghĩ về tiền. Và vì không có tiền nên là chúng ta mới sinh ra cãi nhau, dẫn đến mâu thuẫn, dẫn đến cái gì? Ly hôn, dẫn đến áp lực về cuộc sống, dẫn đến là gì? Đôi khi bất hiếu. Bất hiếu vì không kiếm được tiền, đúng không? Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi tại bạn, mà chết trong nghèo khó là lỗi của bạn. Chúng ta không thể chọn nơi chúng ta sinh ra, chúng ta không thể chọn cha mẹ, đúng không? Nhưng công việc chúng ta có thể chọn. Làm một lúc 5-7 công việc cũng vẫn được mà, có sao đâu. Nhưng nếu như chúng ta làm chăm chỉ mà giàu thì con trâu con bò nó cũng giàu, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải làm việc thông minh. Thời buổi này chúng ta thay vì những người khác ấy, chúng thấy như này, nói chuyện phím, nói chuyện xấu về người khác, nói những câu chuyện không có ích cho mình, nói những câu chuyện mà không khiến mình thành công, loại bỏ. Xem những cái bộ phim không giúp ích cho mình, chơi game không mang lại tiền cho mình thì đừng chơi, đúng không? Thay vào đó đọc sách, thay vào đó tạo những cái mối quan hệ chất lượng, chơi với những người bạn cao hơn tầm của mình, để họ dẫn dắt mình lên một nền tảng mới, để họ chia sẻ cho mình kiến thức, kinh nghiệm. Sử dụng Facebook, Zalo để kết nối bạn bè bốn phương. Thơ không quen nhà đầu tư bên Nepal, nhưng Thơ vẫn có khách hàng Nepal. Họ đầu tư với Thơ. Thơ không sang đám cưới của họ được, Thơ vẫn mừng tiền của họ qua gì? Qua tài khoản của mình. Thơ vẫn có 20 quốc gia đầu tư cùng với Thơ, đâu có cần phải đến nơi, đúng không? Thay vì sử dụng Facebook để chia sẻ những cái không tốt đẹp thì chúng ta hãy sử dụng nó để chúng ta làm. Nó là một cái phương tiện, một cái công cụ, một cái tài sản để chúng ta kết nối, đúng không ạ? Facebook, Zalo, TikTok, Telegram, YouTube cũng đều là những cái gì? Tài sản đấy, đúng không? Đó, không là tài sản làm sao mà những người đầu tư vào đó có cổ tức, đúng anh chị? Chạm vào nỗi đau của người ta, xong đó lại xoa dịu nỗi đau của người ta. Xoa dịu bằng cách gì? Động viên, khích lệ, an ủi, ủng hộ họ, đúng không? Khen ngợi họ. Họ con người không ai xấu hết, cũng không ai đẹp hết, cũng không ai tốt hết, cũng không ai hoàn hảo hết. Vì thế chúng ta đến với nhau để cùng giúp nhau phát triển, cùng gắn kết và cùng hỗ trợ nhau để cùng vươn xa hơn. Vì thế nên là tất cả các anh chị chúng ta chạm vào nỗi đau của chúng ta rồi. Chạm vào vì nỗi đau của tôi là tôi không có tiền, tôi phải ở nhà thuê, tôi phải xa con. Bây giờ xoa dịu nỗi đau bằng cách chia sẻ cho cơ hội và nói cho họ biết họ có giá trị như thế nào. 100 đô của họ có lợi ích gì với công ty, đúng không ạ? Khen người họ. Đó. Chạm nỗi đau rồi xong, thúc đẩy họ. Thúc đẩy họ bằng cách nào? Kiểm tra con số hàng ngày. Dung ơi, hôm nay Dung có đi gặp khách hàng không? Dung ơi, hôm nay em có live stream không? Hôm nay em có vấn đề gì cần chị hỗ trợ không? Đúng không? Dung ơi, tháng này em thanh toán mấy gói? Tháng này em có đóng kịp không hay là bị hủy rồi?
đúng không? Chạm vào nỗi đau, xoa dịu nỗi đau xong thúc đẩy. Hôm nay em có chia sẻ với nhà đầu tư mới không? Hôm nay em có thêm bạn mới không? Đúng không? Thúc đẩy họ. Hôm nay em có đọc sách không? Hôm nay em có vào Zoom không? Hôm nay em có kiểm tra tài khoản không? Đó là thúc đẩy họ. Đúng không ạ? Xong rồi, làm cùng họ. Đó. Đó là cái vòng tròn mà em Thơ với anh Công đều học được và truyền lại cho nhà đầu tư. Và trước đây, năm 2019, cũng từ cái khóa học 3 ngày này, em Thơ đã học được từ ngày hôm kia đến bây giờ em chỉ cho các anh chị đấy ạ. Em Thơ về, em Thơ chỉ lại cho đội nhóm của mình. Và hệ thống của em mỗi năm tăng trưởng 100%. 100% đó là từ năm ngoái đến giờ. Năm 2019 em Thơ mới có 2.000 người. Đến năm 2019 sang 20 lên 4.000 người. Xong từ 20 lên 21 lên 7.000 người. Từ 2021 lên 2022. Đến thời điểm này 30 tháng 4 năm 2021 đến bây giờ em Thơ có 15.000 nhà đầu tư. Các anh chị thấy có tăng 100% không? Tăng 100% về đội nhóm thì cũng tăng 100% về doanh số. Các anh chị hãy xem trong cái doanh số của mình nha. Cái doanh số của mình nó ở trong mục thống kê, trong cái mục chuỗi. Các anh chị nhìn xem các anh chị đang có bao nhiêu tầng trong hệ thống, có bao nhiêu con người và có bao nhiêu doanh số. Như doanh số của em Thơ năm ngoái tăng lên 10 triệu đô. Thế là trung bình là mỗi tháng của em Thơ là có bao nhiêu ạ? Gần 1 triệu đô, đúng không ạ? Có những cái tháng cuối là thuốc nặng tháng này hơn 1 triệu đô. Nhưng sang năm 2022 thì trung bình từ 1 triệu đô đến 1 triệu 2 đô. Có nghĩa là tốc độ đang phát triển, đang tăng trưởng. Vậy thì người tăng trưởng, tiền tăng trưởng thì thu nhập có tăng không anh chị? Tất nhiên là thu nhập là phải tăng lên, đúng không? Và khi thu nhập tăng lên thì cái gì phải tăng lên nữa? Kiến thức phải tăng lên, đâu có tự nhiên. Không học, không bao giờ hiểu. Không hiểu thì không dạy được người khác. Mà không dạy được người khác thì không nhân bản. Mà không nhân bản được, tuyển dụng. Tuyển dụng được, không nhân bản, dạy được, không nhân bản được thì làm gì có thu nhập, đúng không ạ? Vì thế nên chúng ta đang cần phải có thu nhập, đúng không? Đấy, đã live stream được bao nhiêu phút rồi mấy đứa? Đó là cái vòng tròn nghệ thuật mà em Thơ đã học được, đúng không? Và một cái nữa, đó là thu nhập. Bán hàng bằng thu nhập, tuyển dụng bằng thu nhập, doanh số bằng thu nhập, hệ thống bằng thu nhập. Thu nhập. Mục tiêu của chúng ta là kiếm tiền. Vậy thì kiếm tiền nếu như mà không bán được hàng thì có thu nhập không? Có những anh chị mà bán hàng, mua ôm một đống hàng về mà không bán được thì có thu nhập không ạ? Không, đúng không ạ? Nhưng mà may mắn là Thơ không cần phải đi bán hàng, Thơ bán thông tin. Thơ không cần phải ôm thông tin, thổ thông tin đi. Mà Thơ cần học, đọc, tìm hiểu trong tài khoản của mình. Bán hàng bằng thu nhập. Nếu như anh chị em nào đó đang bán hàng, đang kinh doanh, đang mở công ty, đang mở shop quần áo, đang làm bất kỳ một cái lĩnh vực gì, mà các anh chị tổng kết hàng tháng không có thu nhập, có nghĩa là mình đang âm. Vậy thì chúng ta bây giờ cần phải chi tiết, đúng không ạ? Mục tiêu của anh chị tháng này có bao nhiêu nhà đầu tư? Mục tiêu của anh chị là doanh số của tháng này là 50.000 đô, bây giờ tăng lên bao nhiêu nghìn đô? Nên là Thiều Vân làm rất là kỹ luôn. Chị ơi, mục tiêu của em tháng 6 2020. Bạn nó mới gọi điện với Thơ, chị ơi bây giờ chị giúp em với, em nhà em kiếm không đủ tiền. Một mình em nuôi hai đứa con em ở nhà là gì? Nấu rượu bán, nuôi gà và nuôi chó để bán. Bạn bảo chị giúp em một tháng có 200 đô là 4 triệu thôi để nuôi con. Bây giờ nếu như em muốn có thu nhập 1.000 đô một tháng, em phải bỏ hết tất cả những cái công việc. Và đúng như bạn ấy làm, sau một tháng bạn có 1.080 đô. Tháng thứ hai bạn ấy có 2.000 đô. À không, tháng thứ hai bạn ấy có 1.000. À phải nhỉ? Đúng rồi, tháng thứ hai bạn có 1.600 đô. Và tháng thứ ba bạn ấy lên hơn 2.000 đô. Và mục tiêu của bạn ấy khi bạn nói chị ơi, tháng nay em có doanh số là 20.000 đô. Mục tiêu của em tháng sau có 22.000 đô. 22.000 đô doanh số ấy. Mục tiêu có 2.000 thì đặt làm gì? Sao đặt lên 30.000 đi?
Và đến bây giờ mỗi tháng của bạn ấy có 100.000 đô doanh số, bạn có thu nhập 9.000 đô. Ở nhà sinh con vẫn có 9.000 đô, vẫn mua được 11 triệu cổ phần. Đó là một cái cô gái một nách nuôi hai con nhỏ, bố chồng thì ốm, bản thân thì bị dạ dày. Rồi là sao? Làm việc bằng online thôi. Chị thơ live stream cái gì bạn ấy nghe bằng thuộc, bạn ấy ghi ra, bạn ấy học, bảo học cái gì là học. Và đến bây giờ thì bạn ấy đã có 3 tài khoản là expert, chồng đã làm việc cùng, em chồng cũng làm việc cùng. Đó. Và đến bây giờ bạn ấy đã có 9.000 thu nhập, 9.000 đô thu nhập mỗi tháng. Đấy, 200 triệu, hơn 200 triệu đấy. Đúng không ạ? 11 triệu cổ phần từ một người chỉ có 250 đô trả góp. 11 triệu cổ phần, 1 đô là 11 triệu đô, 10 đô là sẽ có bao nhiêu triệu đô các anh chị? 100 đô thì sao? Đúng không? Đấy, nên chúng ta đừng coi thường cái cơ hội này. Chẳng qua là các anh chị chưa yêu tiền, chưa yêu sản phẩm, chưa yêu công nghệ. Các anh chị đang còn mơ hồ trong cái việc là kiếm tiền để làm gì. Đúng không? Vì thế nên là các anh chị cần phải có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, đo lường đến được. Các anh chị chẳng muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Các anh chị ai mà chả yêu thương bố mẹ? Các anh chị không có tiền, bố mẹ nói một câu, các anh chị cãi một câu. Tại vì bố mẹ anh chị ngày xưa làm gì có cơ hội gì, nên bố mẹ đâu có cơ hội để thành công như chúng ta. Bây giờ chúng ta có rồi, chúng ta cố gắng. Đúng không ạ? Chúng ta tập trung. Tại vì tập trung vào cái gì? Cái đấy mở rộng. Tập trung vào mối quan hệ sẽ tốt hơn. Tập trung vào gia đình sẽ tốt hơn. Tập trung vào kiếm tiền, tiền sẽ nhiều hơn. Tập trung vào tài sản sẽ tăng. Đừng tập trung vào tiêu sản nha. Đừng vội có tiền mua nhà, mua xe. Đó là đang làm giàu cho người khác. Đúng không ạ? Hãy tập trung vào đầu tư tài sản. Vì khi anh chị có tài sản rồi, các anh chị muốn mua bao nhiêu cái nhà sẽ được, bao nhiêu cái xe sẽ được. Đúng không? Đó. Cho nên là chúng ta hãy tập trung vào cái gì mà tạo ra dòng tiền cho chúng ta. Được không? Đó. Và bây giờ thì cái vòng tròn nghệ thuật thì chỉ có thế thôi. Các anh chị có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi bên dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ giao lưu với một nhà đầu tư, một leader mà em nghĩ là chỉ sau vài tháng thôi, cô ấy là một người gì ạ? Nói năng rất chỉ là khéo. Tư vấn ai là người ấy đầu tư? Các anh chị có muốn gặp bạn ấy không ạ? Các anh chị muốn gặp không ạ? Dung lên đây, Nhung ơi, Nhung lên đây, Nhung. Lên đây thôi, không cần phải... Đấy. Chúng ta sẽ giao lưu với bạn Nhung nhé. Đấy, bạn Nhung là người cùng quê với em Thơ. Đúng không ạ? Trước đây thì ở nhà cũng làm đủ các công việc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn Nhung. Đang còn rất ít túi thôi, vẫn đang nuôi hai con nhỏ nhưng mà đang làm việc rất tốt. Và đợt vừa rồi Thơ đã đi thị trường, đi đào tạo cho Sài Gòn, bạn ấy cũng đi theo để phụng sự, đúng không ạ? Và chúng ta cùng gặp nhau, giao lưu với bạn Nhung nha. À, em ngồi dậy. Đây, đây là Nhung. Đấy, một cô gái đến từ Thanh Hóa và khi theo thì Thơ cắt cụt kết cả tóc rồi. Đúng không ạ? Chúng ta cùng giao lưu với Nhung nha. Em Nhung xin chào tất cả các anh chị em đang xem live stream của chị Thơ. Thì hôm nay em Nhung rất là vinh dự được chị Thơ mời lên đây để chia sẻ đôi chút về câu chuyện bản thân. Và sau khi mà em Nhung đến với lĩnh vực đầu tư đó, thì em Nhung xin tự giới thiệu. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nhung và em sinh ra và lớn lên tại quê hương Thanh Hóa. Thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc trước đây của em Nhung á, thì em Nhung, vợ chồng em Nhung có mở cho mình một cửa hàng điện thoại để kinh doanh. Thế nhưng mà sau khi mà cái thời gian dịch bệnh 3 tháng bị phong tỏa, thì cái nguồn thu nhập của nhà em Nhung nó thất thu đi rất là nhiều. Đó. Thì em Nhung với nghĩ một điều rằng là nếu như mình cứ làm công việc như thế này thì liệu dịch bệnh nó lan tỏa đến khoảng tầm vài năm nữa thì liệu cái cuộc sống của mình như thế nào? Thì em Nhung với tìm kiếm cơ hội và em Nhung lướt Facebook. Em Nhung với gặp được anh Công. Thì em Nhung rất là may mắn là em Nhung gặp được anh Công. Thì em Nhung thấy anh Công chia sẻ về cái công việc. Thì em Nhung bảo là không biết là cái công việc này là công việc gì mà cái con tàu này nó lại hay thế. Bắt đầu em vào trong trang cá nhân của anh Công, thì em Nhung mới tìm hiểu về cái con người của anh Công như thế nào. Đó.
Đối với em Nhung đầu tư là em Nhung phải tìm hiểu xem cái người mà để cho mình hợp tác, để đầu tư thì liệu cái người đấy có đủ để mình tin tưởng hay không. Thì em Nhung vào trang Facebook, Facebook của anh, em Nhung tìm hiểu. Thế thì em Nhung hiểu một điều này này, nếu như một người mà họ làm ăn không chân chính, đúng không ạ, thì họ không thể mang cái bản thân của họ đưa lên trên Facebook. Đó, thì Facebook là một cái trang mạng xã hội nói có thành không. Đó, cho nên để làm nào, em Nhung rất là mong mỏi được gặp anh ý trực tiếp như thế nào để em Nhung đầu tư. Đó, thế thì khi mà em Nhung gọi điện cho anh thì là hai em nói chuyện một chút, nói chuyện một chút thì em Nhung mới lên tận trên nhà, nhà anh Công. Thì em Nhung rất là may mắn thì gặp được cả chị Thơ nữa. Thì gặp anh Công, thì anh Công chia sẻ và lúc đấy em mới thấy là trời ơi, đây đúng là một vĩ nhân của cuộc đời của vợ chồng em Nhung. Đó, thế thì em Nhung với em nghĩ một điều rằng là đây rồi, đây là một cái con người để cho mình để cho mình hợp tác đó, để cho mình đầu tư vào đây. Nhưng mà trong khi đấy em đầu tư vào đây, em phải hiểu này, nếu như mình đầu tư vào đây, cái sản phẩm này nó có mang lợi ích gì cho xã hội, cho toàn xã hội hay không. Đó, và cái người founder sáng lập ra cái công nghệ này là ai. Đó, thế thì em Nhung với em Nhung tìm hiểu về cái người mà em Nhung đồng hành, đó là anh Công. Đó, và tìm hiểu về cái doanh nghiệp của mình và tìm hiểu sâu về ngài chủ tịch, thì em Nhung thấy đây là một cái doanh nghiệp để mình đáng để mình đầu tư và mình hợp tác, đúng không ạ? Khi mà em Nhung bắt đầu là em Nhung được anh Công, chị Thơ dẫn dắt, chia sẻ, đúng không ạ? Thì trời ơi, là anh Công với chị Thơ á, là một người ấm áp, cực kỳ ấm áp luôn. Không phải là cái người mà mình gặp ở trên Facebook là mình thấy là trời ơi sao chị có vẻ nhìn khó tính thế. Đó, thế nhưng mà khi mà gặp ấy, gặp ngoài đời á, thì em Nhung mới biết là thứ nhất là gần gũi này, thứ hai là ấm áp này, cực kỳ ấm áp luôn cả nhà. Và trong khi đấy chị truyền cho em một cái năng lượng tích cực. Đó, cuộc sống của em Nhung trước đây ấy, nó chìm chìm và nó bằng bằng như thế này này. Đó, thế nhưng mà khi mà em vào cái môi trường lĩnh vực đầu tư và em gặp được anh Công và chị Thơ, thì lúc đó em Nhung với nghĩ một điều rằng là cuộc đời em Nhung như sống lại thêm một lần nữa. Đó, như sống lại thêm một lần nữa, và mình đáng để mình chăm sóc cho bản thân mình, chứ không thể mình vùi dập cái tuổi thanh xuân của mình ở cái gia đình suốt ngày thì nấu cơm và chăm sóc con cái. Phụ nữ mình phải kiếm tiền, đúng không ạ? Phải kiếm tiền, phải đẹp. Đẹp thì mình có quyền, đúng không ạ? Tiền mình cũng có quyền. Đó. Khi mà em Nhung có được những cái khi mà em Nhung tìm hiểu và em Nhung đồng hành cùng với doanh nghiệp đó, thì hiện tại bây giờ em Nhung xin chia sẻ một chút này. Hiện tại bây giờ em Nhung đã giúp được hơn 60 nhà đầu tư đó, hơn 60 nhà đầu tư, và cũng sở hữu cho mình được gần 2 triệu cổ phần, gần 2 triệu cổ phần cả nhà. Và em Nhung đang mong mỏi rằng là cố gắng cho mình thêm một cố gắng sở hữu cho mình 3 triệu cổ phần. Đó, cố gắng. Tại vì tất cả mọi chi phí như thế nào ấy, thì em Nhung không có, còn hai vợ chồng còn tự túc hết, là không có một cái gì để mà gọi là để bán hay là gia tăng tài sản. Tiền thì làm như thế nào thì tự vợ chồng em Nhung xoay sở để đầu tư vào đây, và cũng giúp được cho những nhà đầu tư họ cũng được 5 leader và một master. Đấy, thế thì và cũng có khoảng tầm 3 người đang đồng hành cùng với em Nhung. Em Nhung rất là vui. Thật sự em Nhung rất là vui. Vui là được, thứ nhất là mình yêu thương bản thân mình, vui là mình trao cái giá trị tới cộng đồng, vui là vì em Nhung giúp cho những người ở ngoài kia có được tài sản, và sau 2 đến 3 năm nữa họ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Đó, họ không phải vật lộn với cái cuộc sống ở ngoài kia là phải đi kiếm tiền. Đó. Xong rồi, có những người bỏ con từ lúc 7 tháng, 6 tháng,
để đi kiếm tiền đúng không ạ? Đi kiếm tiền thì trong khi đấy là mình lại phải làm thêm đủ thứ trên đời mà lương tháng chỉ có từng đấy thôi. Nó đâu có lên đúng không ạ? Nó không lên mà nó trừ khi mình nghỉ con mình ốm đau. Còn mình còn không được nghỉ cơ. Cho nên là khi mà em đối với cuộc sống của em Nhung thì từ trước giờ em Nhung chưa, em hơn 10 năm rồi, em Nhung chưa bao giờ em đi làm thuê. Đi làm công ty ấy, em Nhung không đi. Tại vì này, em Nhung nghĩ một điều là mình bỏ con bỏ cái để mình đi làm cho họ, để mình nhận với một cái số lương nhất định. Em Nhung không làm, em Nhung tự làm cho mình không ạ? Em Nhung, nhà em Nhung có cửa hàng điện thoại thì em Nhung tự mở ra để kinh doanh. Và em Nhung có mở thêm một chút về các cái hàng khô để em Nhung bán thêm. Đó, em Nhung thích làm chủ. Đó. Thì còn cái cảm nhận của em Nhung ấy, thì những thời gian em Nhung đi cùng với anh Công chị Thơ ấy, thì người ta đã nói rồi đúng không ạ? Đi với hai người thành công thì mình sẽ là người thứ ba. Và em cứ bám càng anh Công với chị Thơ thôi. Anh Công đi đâu, chị Thơ đi đâu, em đi đấy. Đó, thế nên là em cứ đi theo những người thành công thì mình chắc chắn mình sẽ là người thành công thứ ba. Và em Nhung rất là may mắn và hạnh phúc được anh Công với chị Thơ dẫn dắt em, vợ chồng em có một cái cuộc sống mà chưa bao giờ em mong muốn. Đó. Khi mà em hiểu được cái giá trị của gia đình thì em mới biết rằng là phụ nữ của mình phải xinh đẹp, phải kiếm tiền giỏi thì mình mới được yêu thương. Đó. Còn nếu như mà mình không xinh đẹp đúng không ạ? Mình không kiếm tiền giỏi. Đó. Dù mình có hay đến mấy đi ăn nữa, mình không có tiền, mình không xinh đẹp thì chắc chắn một điều rằng là mình không được tôn trọng. Cho nên phụ nữ của tiền mình cho nên phụ nữ của mình hãy xinh đẹp. Bạn làm sao khi những người phụ nữ vào trong cái doanh nghiệp UST của chúng ta, phải không ạ? Ai cũng đẹp lên đúng không ạ? Ai cũng xinh lên đúng không ạ? Và ai cũng có tiền và nhất là hạnh phúc. Hôm nay thì em Nhung cũng rất là may mắn và được lên đây chia sẻ đôi chút về câu chuyện bản thân và cái sự nỗ lực của em Nhung trong suốt thời gian qua. Đó, thì bây giờ em Nhung xin nhường lại phòng của chủ sở hữu là chị Thơ. Và em rất là cảm ơn. Em xin chào tất cả mọi người nha. Thì cảm ơn Nhung nha. Trời ơi. Hình như Thanh Hóa ai cũng tóc ngắn và năng lượng. Ở đây có ba người Thanh Hóa thì ba người đều tóc ngắn hết. Hình như đi theo thơ rồi cứ bị cụt dần. Ok. Đấy. Nhung hôm nay còn mang cả con đi làm. Sáng thì đi làm xong rồi chồng dẫn khách lên văn phòng xong rồi đưa cả con lên. Thế bây giờ là chồng đi gặp khách còn là vợ ở trong vừa làm việc vừa trông con. Đấy, văn phòng của Thơ như cái nhà ấy. Nhung bây giờ nói chuyện như chuyên gia đúng không ạ? Thì đi theo chuyên gia ấy, dần dần ngắm nhắn nhiều rồi nó dần thành dần dã mà đúng không ạ? Và một đứa chị ăn thế các anh chị ạ. Bữa đầu nó học nói, nó gọi đâu gọi được từ ba ngay đâu, từ bà từ mẹ ngay đâu đúng không? Nó cũng phải học từng ngày từng tháng từng giờ nó cố gắng. Rồi nó học đi cũng thế, vấp ngã vài lần nếu mà không dám đi thì làm sao biết đi. Và chúng ta cũng thế, anh chị nào mà chưa thói quen live stream ấy, học cách live stream đi. Tại vì khi mà live stream người ta sẽ nhìn thấy cái sự biểu cảm của anh chị, cảm xúc của anh chị, khuôn mặt của anh chị, cách anh chị nói chuyện. Người ta thiện cảm chắc chắn người ta tìm đến anh chị đầu tư. Tại vì trên đời này không ai nói một lần mà giỏi cả. Chúng ta hãy gì ạ? Cùng nhau học tập và trau dồi kiến thức. Và nhất là đọc sách. Đọc sách thì lên đây là luyện nói. Đúng không? Luyện ngôn ngữ nói. Đó. Cái mà chúng ta chỉ tay bên nọ, chỉ tay bên kia đó, người ta gọi là ngôn ngữ hình thể. Còn nói chuyện là ngôn ngữ giọng nói. Nên chúng ta cố gắng nha. Khi mà các anh chị live stream á, trời ơi, khi anh chị đam mê, khi anh chị thích, các anh chị không nói, các anh chị nghiện đấy. Phụ nữ là mắc bệnh nói dai, nói dài mà. Một ngày phải nói tận 60.000 từ cơ. Nếu như chị Thu bây giờ live stream là ôi hùng hồn lắm, đúng không ạ? Và nhớ mỗi lần live stream hết kiến thức, đọc sách. Muốn nói về chủ đề gì, tìm kiếm sách về chủ đề đó. Nếu như chúng ta không có thời gian đọc sách, lười đọc sách thì chúng ta phải đọc dần dần, mỗi ngày đọc một vài trang.
có nhiều người chị ơi em muốn đọc sách lắm nhưng em toàn buồn ngủ, em thơ cũng thế, rất chỉ là buồn ngủ đấy. Nhưng mà khi mà mình nghĩ rằng là nếu như mà mình không làm gương, mình dạy ai nghe, đúng không ạ? Tại sao mà các anh chị dạy con, dạy một kiểu nó lớn lên nó làm một kiểu? Chính cha mẹ là phải làm gương, chính chúng ta phải làm gương, đúng không ạ? Chúng ta làm gương xong con nó mới noi theo, nó mới nhìn thấy à mẹ làm những điều tốt đẹp, mẹ nói hay, mẹ thế nọ, mẹ thế kia, thì con mới làm theo chứ. Chứ đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn những gì người ta làm, đúng không ạ? Nên là các anh chị nói thôi chưa đủ, phải làm nữa các anh chị ạ. Hành động mới có kết quả, đúng không ạ? Thế nên là hôm nay buổi live stream đã đến giờ kết thúc rồi, đúng không? 13:41 rồi, lại hết buổi rồi. Thực ra là còn sẽ còn rất nhiều buổi nhưng mà em Thơ sẽ live stream 3 buổi thôi. 3 buổi nói về các cái kỹ năng thôi. Còn nghĩ là cách làm, nếu như các anh chị mà chưa hiểu cách làm hay chưa biết cách làm thì em Thơ sẽ live stream thêm một buổi nữa. Đó là cách chia sẻ cho nhà đầu tư mới. Đó. Em cũng thấy cái cảm giác là mỗi ngày chỉ đọc mấy trang thôi, đọc xong rồi nó cứ thấy hay. Khi các anh chị đọc sách, nếu như ban đêm thì các anh chị có thể nghe sách nói. Nghe sách nói thì các anh chị hãy đeo tai nghe vào, ngồi chỗ yên tĩnh. Còn nếu như các anh chị không tập trung được ý, hoặc là hãy có thói quen trước khi đi ngủ, hoặc trước khi ngủ hãy viết mục tiêu, đúng không ạ? Đọc lại mục tiêu, nhìn lại mục tiêu và viết ra những cái việc cần làm, khoanh tròn là những cái điều mình cần làm. Phải tập trung làm bằng được những kết quả mà mình cần làm gấp nhất. Để khi mình có kết quả rồi mình mới tin vào nó. Mình tin. Nhìn thôi chưa đủ, hành động có kết quả mới tạo niềm tin, đúng không ạ? Tạo thành những cái năng lượng. Rồi là đọc sách thì chưa có thói quen thì ngày đầu đọc một trang, ngày thứ hai đọc hai trang. Và có một cách nữa là đọc sách như thế này. Đọc sách là đọc tựa đề, đọc những cái mục lục đó các anh chị. Đây ví dụ như quyển sách này là quyển sách bán những thứ khách hàng cần. Thì khi mà các anh chị đọc sách ấy, các anh chị dỡ mục lục ra ở cái câu đầu tiên, bài 1 chẳng hạn, bạn có phải là một doanh nhân không? Mình tự trả lời được thì thôi. Thứ hai là xác định đích đến. À cái câu này mình có mục tiêu rồi nhưng mà mình không biết đích đến của mình là ở đâu. Thì đọc cái phần xác định đích đến, có nghĩa là mình sẽ nhìn vào đây, mình xem cái quyển sách này nó có những cái bài gì, có những mục gì, khoanh tròn lại những cái mà mình muốn, được không ạ? Xác định đích đến, như chúng ta bây giờ có cơ hội rồi, có công cụ rồi nhưng mà chưa biết đích đến của mình là không biết là nó như thế nào, thì vào cái mục là xác định đích đến, đến cái gì, xác định đích đến. Sau đó thì ở trong đây có phần này nào là xây dựng cộng đồng. À có phải mình đang xây dựng cộng đồng không? Đọc xem xây dựng cộng đồng nó là như thế nào. Rồi là bán hàng, tại sao lại cần phải bán hàng? Bất kỳ ai cũng phải bán hàng, kể cả cô giáo bán kiến thức, bác sĩ bán tay nghề, đúng không? Công nhân thì bán gì? Sức khỏe, thời gian để kiếm tiền. Ai cũng phải bán hết. Cả cái em Thơ nó bán được, anh chị đấy bán chân gì? Kiến thức, đúng không ạ? Rồi một cái nữa là sự từ chối. À vào đây xem sự từ chối là như thế nào. Sao người ta lại từ chối mình? Lý do gì? Mình không tốt à? Sản phẩm mình không ok à? Hay như thế nào mà người ta từ chối? Người ta từ chối thật hay từ chối ảo, đúng không ạ? Em có một cách chia sẻ, nếu như mà em chia sẻ mà người ta từ chối em không nói nữa, em lại hỏi về gia đình, em lại hỏi về bố mẹ, em lại hỏi về con cái, còn lại hỏi về công việc. Thế một loài một hỏi một hồi loài ra cái là vì có tiền đâu mà đầu tư, ăn còn không đủ đầu tư kiểu gì. Và có những người bảo là người ta dạy cho mình cách đầu tư nhưng người ta không dạy cho mình lấy cách lấy tiền ra đâu để đầu tư. Mỗi tháng các anh chị đi làm kiếm được 10 triệu, 20 triệu, hãy tích lũy 10 đến 20% để đầu tư lâu dài, đúng không ạ? Quyển sách này là quyển sách gì ạ? Đừng bán những thứ khách hàng có, đừng bán thứ bạn có, hãy bán thứ khách hàng cần. Ở đây bất kỳ người nào cũng cần tiền, bất kỳ người nào cũng cần cơ hội, nhưng vấn đề là dẫn dắt như thế nào cho người ta hiểu thôi, đúng không? Đấy, đọc sách là phải vào đây xem chứ không phải là mở ra là đọc. Nào là lời giới thiệu, đọc hết cái lời giới thiệu thôi đã nản à, đúng không ạ? Sau bắt đầu là đọc cái quyển sách, cái mục này mình cũng cân đâu nhỉ? Thế bây giờ mình đang bán hàng, bây giờ khách hàng từ chối mình thì đọc ngay vào cái sự từ chối, từ sự từ chối để giải quyết cái vấn đề là tại sao khách hàng từ chối mình, đúng không?
Rồi, nói chuyện với nhiều người mà người ta không có tư duy thì đọc tư duy về tiền bạc, tư duy đúng thì chúng ta sở hữu nhanh, đặt những câu hỏi chính xác và chúng ta mới giải quyết được. Còn nhiều người không có tư duy, lúc nào cũng tư duy là đi làm công. Tôi đang làm những công việc thực tế đây, đây em trai của em Thơ đây, em chỉ thích làm những công việc thực tế thôi, mấy cái công việc viển vông trên trời anh chị làm đi tôi không cần. 6 tháng sau Covid một cái đóng cửa, chị ơi còn tiền cho em mượn em trả lương, tiền lương cho công nhân. Chị ơi còn tiền cho em mượn tiền em lấy hàng. Chị ơi cho em mượn tiền em đi đặt ôm đơn hàng này, cái nó đang bán rẻ. Thế thôi, cuối cùng nợ mình cả tỷ, một cả tỷ đấy. Bây giờ mình phải đầu tư cổ phần, mình có mấy triệu cổ phần rồi phải ngon không? 10.000 đô một triệu cổ phần, một tỷ của mình, mình mua cả chục triệu rồi chị đã. Đúng không ạ? Đó, thế nên là chúng ta cần phải gì? Có kiến thức, có kiến thức thì mới giải quyết được vấn đề, đúng không? Rồi, sự giúp đỡ có điều kiện. Điều kiện là anh làm việc với tôi, anh phải có kết quả thì tôi mới hỗ trợ. Hoặc là giúp người ta cái kiến thức như thế nào đó, đừng giúp được tiền bạc nha, giúp tiền bạc là dễ mất khách hàng lắm, đúng không ạ? Nên là chúng ta đọc sách để chúng ta hiểu, đúng không? Rồi chúng ta cần đọc những cái gì nữa? Đặc biệt là phải đọc bộ sách Cha giàu cha nghèo nha. Em có một cái quyển rất là hay, 10 nguyên tắc để trở thành một nhân tài. Đúng không? 10 quyển sách để trở thành một nhân tài. Em lại không mang ra đây. Ôi trời ơi, hôm qua vừa nói là giàu đâu đến kiểu ngủ trưa, sang đâu đến kiểu say sưa rượu chè. Thế mà bây giờ lại dỡ dần cái mà ngay ở cái quyển sức mạnh của thói quen. Đấy. Anh nào mà đang uống rượu thì uống ít thôi nhé, đừng uống nhiều quá nhiễu. Đây. Thí dụ như mục lục của thói quen, các thói quen cá nhân, ví dụ như là vòng lặp lại của thói quen. Bình thường là chúng ta làm công nhân ấy, hôm nay chúng ta làm công việc này, tối chúng ta về ăn xong tắm rửa đi ngủ, ngày mai chúng ta cũng thế, lại dậy đi làm 8 tiếng xong lại về nấu ăn rồi lại đi ngủ. Cả năm trời chúng ta chỉ làm mỗi một công việc thôi, chúng ta có chán không? Chán. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải thay đổi. Rồi chúng ta đọc cái cơ sự, sự não bộ của sự thèm muốn. Chúng ta đọc đi được không ạ? Đọc xong thì các anh chị mới có kiến thức để nói chuyện với người khác. Và khi các anh chị nói chuyện với người khác, các anh chị có kiến thức, người ta mới khâm phục các anh chị. Và khi các anh chị có kiến thức rồi, các anh chị mới có lựa chọn cơ hội tốt mới đầu tư thành công. Người ta nói rủi ro không đến từ đầu tư, mà rủi ro đến từ việc chúng ta không có kiến thức để chúng ta kiểm soát cái sự rủi ro của chúng ta, đúng không? Giống như nhiều người ấy, ông Warren Buffett ông đã đầu tư đừng bao giờ cho trứng vào một giỏ, nhưng với điều kiện là người ta đầu tư thành công rồi thì người ta mới cho trong giỏ khác. Còn các anh chị có 100 triệu, mỗi giỏ bỏ 10 triệu, thế là không đủ năng lực quản lý vận hành giám sát nó, thế là rồi mất, thế là mất rồi, thôi mất một cái còn 9 cái, thế mai cái thứ 9 mất, ngày kia cái thứ 8 mất, ngày kia cái thứ 7 mất, thế là thôi hết số 100 triệu. Nhưng có 100 triệu đầu tư vào doanh nghiệp, tập trung tìm hiểu xem là cái công ty này có đáng để mình hợp tác không, cái cơ hội này có đáng để mình đầu tư tiếp không. Nếu ok, thế chấp nhà đầu tư vẫn ok mà. Nhiều người mở công ty ra đi thế chấp tài sản của mình, xe cộ nhà cửa hết cho ngân hàng. Thế cuối cùng kinh doanh không được, vận hành không được thì mất. Mất là việc mình không biết được quản lý nó, không biết cách vận hành nó, không hiểu được sản phẩm, đúng không? Đôi khi là vì lòng tham một tí, thế là cuối cùng là làm mất sản phẩm mình, mất đi thương hiệu, đúng không? Nên là chúng ta cần phải gì à? Phải đọc sách, đúng không ạ? Mỗi quyển sách là một cái gì ạ? Một cái đầu. Mỗi quyển sách là một câu chuyện, mỗi quyển sách là một diễn giả, chứ không phải ai cũng biết sống ai. Và mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, một cái kinh nghiệm khác nhau, đúng không ạ? Vì thế nên tất cả anh chị em chúng ta phải đọc sách nha. Và các anh chị có thể đọc sách chéo. Ví dụ như những anh chị nào đang làm văn phòng, mỗi người đọc một quyển, xong đọc được những cái câu gì hay diễn đạt ra cho mọi người cùng nghe, đúng không? Chỉ cho người khác nói là mình đi vào tiềm thức, đi vào cái não của mình, đúng không ạ? Đó, vì thế nên chúng ta có thói quen đọc sách nha. Ngày mai em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm việc với người mới. Nói ở đâu, nói bằng cái gì, đúng không ạ? Ngày mai em sẽ live stream, rồi ngày thứ hai thì em đi du lịch, đưa con, các con đi nghỉ hè, đi spa nghỉ hè. Đấy, để tháng 8 các cháu lại bị ôn thi, lên đi thi tốt nghiệp rồi.
Vì thế nên là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhá. Hãy chia sẻ livestream này cho nhiều người để mọi người có thể là biết đến livestream này để chúng ta có thể là cùng học, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai, trưa mai. Chúc cho các anh chị học tốt, thực hành tốt và thực hành đi thực hành hành lạ, đúng không? Dạy cho người khác cách làm giống như mình để chúng ta không những giàu có mà về tiền bạc mà chúng ta còn giàu có về tri thức, về tình yêu thương, về chia sẻ nữa. Rồi bye bye tất cả các anh chị nha.